Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Hôm Nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. 11 năm hôn nhân của Tôn Lệ Đặng Siêu. Tôn Lệ có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên tài tử Đặng Siêu. Họ được coi là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vào ngày 10 tháng 4, trang Sina đưa tin trên trang cá nhân, nữ diễn viên Tôn Lệ chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch với ông xã Đặng Siêu. Cặp sao đã tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi khám phá thiên nhiên và hâm nóng tình cảm. Cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz chụp ảnh lưu niệm, theo yêu cầu của anh Đặng, chúng tôi đã đi leo núi. Anh ấy bảo rằng ra ngoài với tôi không phải là đi du lịch mà như đang thi ba môn phối hợp. Tôi thì cứ đi và ăn để bổ sức, còn anh Đặng nhà tôi chỉ muốn ngồi yên một chỗ nhưng vẫn có thể đến nơi. Chúng tôi học đòi người trẻ đi du lịch nhưng thể lực của anh Đặng có vẻ hơi kém, Tôn Lệ hài hước chia sẻ. Ở phần bình luận, khán giả thể hiện sự ngưỡng mộ trước tình cảm hạnh phúc và tổ ấm gia đình không bao giờ vắng tiếng cười của vợ chồng Tôn Lệ Đặng Siêu. Họ gặp nhau trên phim trường Hạnh Phúc Tựa Như Hoa năm 2005. Tháng 2 năm 2010, bộ đôi nghệ sĩ đăng ký kết hôn và họ tổ chức lễ cưới vào năm 2011. Tôn Lệ Đặng Siêu được coi là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Kết hôn 11 năm, Tôn Lệ Đặng Siêu vẫn luôn duy trì những điều hạnh phúc giản đơn để giữ lửa hôn nhân, như không bao giờ vắng mặt trong sinh nhật của các con, dịp lễ Tết quan trọng luôn ở bên nhau, đặc biệt là kỷ niệm ngày cưới. Với nam diễn viên Mỹ Nhân Ngư, anh thường xuyên bày tỏ tình cảm với bà xã trên mạng xã hội và sóng truyền hình. Sự hài hước vui tính của đôi vợ chồng nhận được sự yêu mến của khán giả. Đều là hai ngôi sao hàng đầu showbiz nhưng vợ chồng Đặng Siêu Tôn Lệ luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Giữa showbiz nhiều sóng gió, gia đình hạnh phúc của bộ đôi diễn viên là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Mới đây trong bài phỏng vấn với trang Sina, Tôn Lệ dành nhiều lời có cánh cho ông xã khi luôn thấu hiểu sự hy sinh của cô dành cho gia đình và sẵn sàng cùng vợ chăm sóc con cái. Đặng Siêu là người luôn ủng hộ tôi quay lại phim trường sau sinh, tôi thấy anh ấy còn hào hứng và phấn khích hơn cả tôi. Để đảm bảo việc chăm sóc hai con, chúng tôi phân chia việc nhà khá rõ ràng, khi tôi đi đóng phim, anh ấy sẽ ở nhà trông con và ngược lại. Người đẹp Trân Hoàn Truyền chia sẻ, gia đình có đủ nếp đủ tẻ của cặp sao hạng A, họ luôn giữ kín hình ảnh của hai con Đằng Đằng và Hoa Hoa. Lần hiếm hoi hai bé xuất hiện trước truyền thông là vào năm 2019 để ủng hộ bộ phim mới do cha làm đạo diễn.